Từng nụ cười trao đi, thêm bao ước mơ lại về. Cuộc đời này đẹp thế, khi người ta bên nhau sẽ chia. Và từng ngày trôi qua, trái tim khát khao ngập tràn. Chào tất cả mọi người, hôm nay thì đội sản xuất chúng anh đã tiến hành công tác phân loại đồ để chuẩn bị cho hơi ấm vùng cao 2016. Trong cái không khí rất chỉ là rất lạnh, nhưng mọi người vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để mang đến cho mang đến hơi ấm cực kỳ tốt nhất để mang đến cho các em nhỏ vùng cao tại Quan Hóa năm nay. Mình xin chúc hơi ấm vùng cao 2016 năm nay sẽ diễn ra thành công và tốt đẹp. Chẳng ai ngần bên nhau yêu thương đông đầy, nụ cười đọng lại trên môi. Ta trao nhau từng hơi ấm, xin trao nhau thêm mặn nồng, xin cho con tim gần lại, xin cho nhau tình yêu thương hơi ấm tình người. Dạ bọn con hít mặt hết mà năm nay với nhau. Đôi tay nắm lấy bàn tay, con tim ta cùng chia sẻ. Ta trao nhau từng chiếc áo, sẽ chia nhau chẳng ngại ngần. Bên nhau yêu thương đong đầy, nụ cười đong lại trên môi. Ta trao nhau từng hơi ấm, xin trao nhau thêm mặn nồng, xin cho con tim gần lại, xin cho nhau tình yêu thương hơi ấm tình người. Wow wow wow, sống là cho đi, đâu chỉ nhận chưa mình, mang tình yêu thương cho vùng cao. Xin cho nhau tình.